Thưa thầy ạ, thầy đánh giá như thế nào về các chương trình đào tạo của Top Olympia và thầy cảm thấy tâm đắc điều gì nhất về Top Olympia ạ? Đánh giá một cái cơ sở đào tạo đó, nó có tới 11 cái tiêu chí cơ. Nhưng ở đây thì nếu em mà muốn trao đổi về đánh giá chương trình thì thực tế là chương trình nó là yếu tố sản phẩm. Mà sản phẩm á, ở trong hoạt động kinh doanh nói chung, đào tạo nói riêng, nó là yếu tố có tính quyết định. Còn các nhân tố khác nó đóng vai trò quan trọng thôi. Mà nhân tố quyết định thì tôi được bình luận thì tôi nói thế này, là chương trình đào tạo nó phải đạt được, nó phải đạt được đầu tiên ấy, là cái độ chuẩn của kiến thức. Thứ hai là nó phải đạt được cái tính bề rộng của nó, tính khái quát và tính liên kết của nó. Thế thì Top Olympia khi mà thiết kế và quá trình vận hành trong thực tiễn ấy, được người học đánh giá thì tôi đánh giá không hiểu là nên nhận xét khiếm khuyết gì, tìm mãi thì cũng không thấy, mà hoàn hảo thì nó có vẻ như là nó không khoa học lắm. Nhưng thực ra thì trong cuộc, là người trong cuộc, thì tôi thấy cái chương trình nó đạt được cái độ đó, mà không phải ngẫu nhiên mà người ta chấp nhận. Cho nên họ đạt được cái chương trình đào tạo ấy, đạt được cái tính này, đáp ứng được cái tổng cầu của người học. Thứ hai là cái tính thực tiễn trong ứng dụng. Cái thứ ba là cái tính hiện đại của kiến thức, tức là nó hội nhập được trong cái điều kiện kinh tế phẳng. Và tiếp theo là nó đạt được cái tính liên kết. Và tôi đủ bằng chứng để tôi chứng minh những chuyện như vậy. Nhưng quan trọng hơn nữa là nếu chương trình nó đạt như vậy, nhưng nếu mà nó được thực hiện bởi, vì đây là dịch vụ mà, dịch vụ là bán một cái hoạt động, nếu nó được thực hiện bởi một cái dàn giảng viên mà không tốt thì cái ý đồ của chương trình ấy cũng không thực hiện được. Cho nên nó lại thông qua một con người là cái anh giảng viên. Thế thì ở đây nó có hai vấn đề. Chương trình thì là tốt trên các bệnh viện vừa phân tích, nhưng mà nó được tốt hơn bởi thế này, nó được truyền tải đến cho người ta qua cái lực lượng giảng viên của Top Olympia. Và các giảng viên này thì trên cơ sở được sàng lọc rất là kỹ với các tiêu chí rất cụ thể. Cho nên là cộng hết cái đó lại, cộng thêm nhiều nhân tố nữa, nhưng ít nhất là chương trình và người giảng viên, một anh là đưa ra cái nội hàm, một anh là thực hiện cái nội hàm, thì nó đóng góp vào cái việc mà người học người ta thừa nhận, người ta tiếp nhận, và kết quả đem lại một loạt các doanh nghiệp là chuyên nghiệp hơn rất nhiều sau quá trình học, chứ không phải tự nhiên mà nó mang lại cái điều đó. Thì đấy là cái quá trình đánh giá thật tổng quát cái chương trình đào tạo của Top Olympia. Một ý cuối cùng là đấy là chiều sâu, còn đứng về mặt bề rộng thì Top Olympia đáp ứng được cái tổng cầu nhiều dạng lắm. Bên này là public, bên này là in-house, bên này là địa điểm ở đây, bên này là địa điểm tại đơn vị. Thực ra là cái bề rộng của sản phẩm nó lớn, còn bề sâu sản phẩm thì tôi nói rồi, và được thực hiện bởi cái sản phẩm, bởi cái lực lượng giảng viên rất trách nhiệm, và bọn tôi tự hào chuyện đó. Xin cảm ơn thầy ạ. Vậy thì nếu bây giờ để có thể chia sẻ một điều gì đấy với các doanh nhân đã tham gia các chương trình đào tạo tại Top Olympia nói riêng và đội ngũ doanh nhân Việt nói chung, thì thầy sẽ nói điều gì ạ? Hình như câu hỏi này hỏi tôi là đúng rồi đấy. Vì tôi đứng lớp trực tiếp, tôi thiết kế trực tiếp, và tôi có điều kiện để kiểm tra lại cái quá trình đó bằng cách là xuống tận doanh nghiệp người ta, chứ không phải nghe nói nữa. Thế thì nếu mà đánh giá thì có mấy cái thế này, là trước cái áp lực của thị trường ấy, thì cái phản xạ của doanh nhân nói chung của Việt Nam phản xạ rất tốt. Nếu có chăng ấy, thì phản xạ chậm hơn là bên quản lý nhà nước chứ không phải doanh nghiệp. Tôi đánh giá rất cao cái phản xạ đó. Và chính vì lẽ đó cho nên là nó mới thông qua cái lớp học, thì họ học với thái độ thứ nhất là về lượng cực kỳ khắc phục khó khăn, học rất là đủ. Mà họ ở xa, tính cả 100 km, theo đơn vị 100 km nhào tới khi có chương trình. Còn ở trong cái quá trình học ấy, cái thái độ phải nói là rất tốt, biểu hiện thế này.
ngoài cái việc nghe chăm chú là họ hỏi và họ phản biện, và rất gay go cho các anh giảng viên nếu không nắm được. Thành ra là giảng viên ấy tôi đánh giá cao ở chỗ đó là giải quyết được cái chuyện này. Cho nên là doanh nhân Việt Nam nói chung là phản xạ rất là nhanh đó, và có thể cái nền lúc đầu thấp nhưng mà do phản xạ hữu học cho nên là tốt, và nó biểu hiện qua học viên ở lớp của chương trình của Top Columbia học đầy đủ, thái độ rất là tốt, và sau giờ học ngay cả đến các bữa liên hoan thì các anh là tràn ngập cái không khí liên hoan là chuyên môn, nó biểu hiện rất là rõ. Nhưng rồi cuối cùng cái ý cuối cùng là cái kiến thức mang về thì có những anh ấy là mừng đến mức là cứ ôm chặt lấy tôi rồi, bởi vì kết quả nó chắc lại, kết quả kinh doanh nó chắc lại, nhưng mà trên cả chắc là bắt đầu lợi nhuận nó tăng trưởng, mà tăng trên cái thế ổn định, tức là tóm lại là tôi thấy cái tính chuyên nghiệp nó cao hơn nhiều sau cái quá trình học. Cho nên là nó có ba cái tầng, doanh nhân Việt yên tâm lắm, cũng giống như thanh niên Việt Nam ấy, không thể nhìn tiêu cực được. Thứ hai là cái thái độ của người học rất là tốt, và thứ ba là cái kết quả nó đem lại, bọn tôi mừng. Xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Xin cảm ơn.